Vâng, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Trong chương trình ngày hôm nay thì em xin trình bày về vấn đề phù chức năng hô hấp ở những cái bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính. Thế thì như chúng ta đã biết là ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là các bệnh nhân mắc bệnh lý hô hấp mãn tính nói chung thì các cái vấn đề ảnh hưởng của bệnh lên các cái triệu chứng của bệnh, bệnh nhân có các cái biểu hiện triệu chứng mãn tính như là ho, khạc đờm và đặc biệt là các triệu chứng khó thở. Thế thì với những cái bệnh mà ở những cái giai đoạn đầu thì cái khó thở của bệnh nhân có thể chỉ xuất hiện khi mà bệnh nhân có các cái tình trạng gắng sức. Tuy nhiên thì đây là một cái triệu chứng mà người bệnh gần như là không thể du lạc được. Và chính vì các cái triệu chứng khó thở ở những cái bệnh hô hấp mãn tính này mà nó gây ra một cái vòng xoắn bệnh lý. Ban đầu thì có thể là chỉ khó thở khi mà gắng sức ở mức độ trung bình hoặc là nặng. Nhưng chính vì cái mức độ, cái tình trạng khó thở của bệnh nhân khi gắng sức mà làm cho bệnh nhân sẽ có xu hướng là tự giới hạn cái hoạt động của mình lại, tránh cái vận động để tránh cái tình trạng có thể xuất hiện khó thở. Và cái sự tự giới hạn các cái hoạt động, giảm cái tình trạng giảm vận động thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng là suy giảm về thể chất. Và cái sự suy giảm thể chất này nó ảnh hưởng đến cái sự tiến triển xấu của bệnh, tăng các cái vấn đề về teo cơ, loãng xương, yếu cơ. Và càng ảnh hưởng đến cái sự suy giảm thể chất thì bệnh nhân lại xuất hiện cái tình trạng khó thở của bệnh nhân lại càng nặng hơn, thậm chí là xuất hiện khó thở khi chỉ gắng sức nhẹ thôi, và bệnh nhân lại càng hạn chế cái tình trạng vận động của mình hơn nữa, và nó trở thành một cái vòng xoắn bệnh lý. Đến cái giai đoạn nặng là bệnh nhân sẽ thậm chí là giới hạn các cái hoạt động sinh hoạt, thậm chí là các giới hạn các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Thế thì một vấn đề đặt ra đó là làm thế nào để có thể hạn chế cái tình trạng giới hạn vận động để giảm hạn chế cái tình trạng suy giảm về thể chất ở bệnh nhân. Thì cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp đối với lại các cái bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính với các bằng chứng từ các cái thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy là mang lại cái hiệu quả đối với lại các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là các bệnh nhân mắc bệnh hô hấp mãn tính, bao gồm có giảm cái tần suất nhập viện ở bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp mãn tính, cải thiện cái khả năng gắng sức của bệnh nhân, cải thiện cái tình trạng khó thở và cải thiện cái chức năng hoạt động của các cái chi, cải thiện cái tình trạng sức bền và cái sức mạnh của các cái chi, cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe. Và đồng thời là ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta thấy là cái hiệu quả của cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp nó giúp cải thiện cái tình trạng rối loạn lo âu trầm cảm ở bệnh nhân, mà các nghiên cứu cho thấy rằng có đến 40% các bệnh nhân có cái tình trạng rối loạn lo âu trầm cảm do cái tác động của bệnh đến. Và các cái nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là phục hồi chức năng hô hấp là một cái can thiệp mà một trong những cái can thiệp chi phí hiệu quả nhất. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái phục hồi chức năng hô hấp nó mang lại cái hiệu quả cải thiện tốt hơn so với lại các cái biện pháp can thiệp như là tiêm phòng cúm hoặc là cai thuốc lá, và nó mất từ 2.000 cho đến 8.000 bảng cho một cái năm sống có chất lượng. Chúng ta có thể thấy là trong cái một loạt các cái can thiệp điều trị ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó là một cái can thiệp mà đóng vai trò quan trọng, một trong những can thiệp mà chi phí hiệu quả nhất. Về định nghĩa của phục hồi chức năng hô hấp thì theo Hội hô hấp châu Âu và Hiệp hội lồng ngực Mỹ năm 2013 thì đã định nghĩa phục hồi chức năng hô hấp nó là một cái can thiệp toàn diện dựa trên sự đánh giá một bệnh nhân một cách kỹ lưỡng, từ đó thì đưa ra các cái biện pháp điều trị cụ thể phù hợp. Các cái biện pháp điều trị cụ thể phù hợp trong đó bao gồm nhưng mà không giới hạn ở các cái rèn luyện thể lực và giáo dục thay đổi các cái hành vi đã được thiết kế để cải thiện tình trạng thể chất và tâm lý cho những người mắc bệnh hô hấp mãn tính và thúc đẩy sự tuân thủ lâu dài của người bệnh liên quan đến các cái hành vi nâng cao sức khỏe. Thế thì trong cái định nghĩa này chúng ta có thể thấy là nó nhấn mạnh đến ba cái vấn đề, về thứ nhất là về cái sự đa thành phần của chương trình phục hồi chức năng hô hấp. Ở đây chúng ta thấy nó thể hiện ở cái việc là nó bao gồm nhấn mạnh đến cái việc mà rèn luyện thể lực, nhưng nó không giới hạn chỉ ở đó mà nó bao gồm nhiều thành phần khác nữa, đồng thời là nhấn mạnh cái việc cá thể hóa đối với lại từng bệnh nhân dựa trên cái việc đánh giá kỹ lưỡng tình trạng của từng bệnh nhân cụ thể và từ đó đưa ra những cái can thiệp phù hợp và nhắm đến cái việc là sẽ cải thiện được cái tình trạng thể chất cũng như là các vấn đề về rối loạn tâm lý của bệnh nhân. Thế thì đây là tổng hợp của những cái khuyến cáo trong của hiệp hội trong cái đồng thuận của Hội hấp châu Âu và Hiệp hội lồng ngực Mỹ đưa ra năm 2013 về cái vai trò của phục hồi chức năng hô hấp ở những bệnh nhân mắc bệnh lý mãn tính. Thì phục hồi chức năng hô hấp là cái thành phần quan trọng thiết yếu trong quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và trên những cái bệnh nhân, ngay kể cả trên những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có triệu chứng nhưng mà có cái mức độ giới hạn luồng khí thở ở mức độ thấp, thì phục hồi chức năng hô hấp cũng cho thấy cái sự cải thiện tương tự về triệu chứng cũng như là khả năng dung nạp
với lại gắng sức và chất lượng cuộc sống như những cái bệnh nhân mà có cái mức độ giới hạn cái luồng khí thở ở mức thấp hơn. Và có thêm những cái bằng ngày càng có thêm nhiều các cái bằng chứng cho thấy hiệu quả của các cái can thiệp phục hồi chức năng hô hấp, trong đó là hiệu quả của các cái hình thức tập vận động như là một cái phần quan trọng của phục hồi chức năng hô hấp, và nhấn mạnh trong đó bao gồm cả cái tập vận động liên tục cũng như là tập vận động ngắt quãng ở những cái người mà không thể dung nạp với cái tập vận động liên tục, hoặc là các cái hình thức tập đa dạng, tập chi trên, tập chi dưới, cũng như là cái kích thích điện thần kinh cơ qua da. Và với những cái bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khác ngoài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như là bệnh nhân phổi kẽ, bệnh nhân giãn phế quản, các bệnh nhân bệnh lý xơ nang kén, hen phế quản, táp động mạch phổi, ung thư phổi, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân có ghép phổi, có phẫu thuật giảm thể tích phổi, thì phục hồi chức năng hô hấp cũng cho những cái bằng chứng thấy cải thiện về mặt triệu chứng khó thở của bệnh nhân, cải thiện cái khả năng dung nạp gắng sức và cải thiện về chất lượng cuộc sống. Và có thêm những cái bằng chứng cho thấy rằng là ở đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì trước kia có thể thì các cái nghiên cứu nói rằng là việc mà tập luyện phục hồi chức năng hô hấp ngay bắt đầu ngay hoặc là trong sau đợt cấp thì có thể dẫn đến cái nguy hiểm, thì cũng có thêm những cái bằng chứng cho thấy rằng là phục hồi chức năng hô hấp bắt đầu ngay sau đợt cấp bệnh nhân ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện thì cho thấy có hiệu quả lâm sàng, an toàn và liên quan đến cái việc là giảm cái tần số nhập viện của bệnh nhân, tần suất nhập viện của bệnh nhân sau đó. Phục hồi chức năng vận động hay là tập luyện vận động thể lực bắt đầu ngay trong cái giai đoạn cấp tính của bệnh hoặc là giai đoạn nguy kịch thì giúp giảm cái mức độ suy giảm khả năng vận động và giúp cho bệnh nhân có thể hồi phục nhanh, tuy nhiên nó phải cá thể hóa với cái tình trạng thực tế của bệnh nhân. Và tập luyện thể dục dựa trên cái nguồn lực hỗ trợ phù hợp tại nhà thì cũng đã có những bằng chứng chứng minh là giúp giảm khó thở và tăng cái hiệu suất tập thể dục ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và đồng thời là phù hồi chức ở các cái triệu chứng lo âu trầm cảm là những triệu chứng mà phổ biến ở những cái bệnh nhân mà mắc bệnh lý hô hấp mãn tính, thì đây là những cái mà cho thấy là bệnh nhân cần phải có can thiệp về phục hồi chức năng hô hấp toàn diện vì nó có thể ảnh hưởng đến cái tiên lượng và cái cải thiện có thể cải thiện nhờ cái phục hồi chức năng. Đối với lại bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là những cái căn bệnh mà rất là phổ biến và rất là quen thuộc với các bác sĩ hô hấp của chúng ta, thì Gold cũng đã có những cái khuyến cáo liên quan đến phục hồi chức năng hô hấp cũng như là cho thấy lợi ích của cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp, đó là có thể giúp cải thiện cái triệu chứng khó thở, chất lượng cuộc sống và cái khả năng dung nạp gắng sức ở những bệnh nhân ổn định với mức độ bằng chứng A. Phục hồi chức năng hô hấp giúp giảm cái tần suất nhập viện ở những cái bệnh nhân mà có thường xuyên có các cái đợt cấp mới phải nhập viện trong vòng dưới 4 tuần mới tăng cái tần suất phải nhập viện. Và phục hồi chức năng hô hấp thì dẫn đến cái sự cải thiện về mặt giảm các cái triệu chứng về rối loạn lo âu trầm cảm ở những cái bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với mức độ bằng chứng A. Hiện nay thì với các cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng là cái nguồn lực về phục hồi chức năng hô hấp vẫn còn hạn chế, cái việc mà tiếp cận các cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp tại bệnh viện hay là tại các cái đơn vị phục hồi chức năng hô hấp ngoại trú cũng như là những cái cản trở liên quan đến khoảng cách địa lý, rồi ví dụ đại dịch Covid chẳng hạn, thì Gold cũng đưa ra cái hướng dẫn, cái khuyến cáo đó là ở những cái nước mà có điều kiện kinh tế hạn chế hoặc ở những cái bệnh nhân mà ở các cái vùng xa xôi, khu vực nông thôn, thì các cái chương trình mà phục hồi chức năng hô hấp tại nhà nên được cân nhắc với các cái bài tập mà có thể tiếp cận dễ dàng như là đi bộ hoặc là đạp xe đạp lực kế. Và phục hồi chức năng hô hấp từ xa thì cũng có thể được sử dụng như là một cái biện pháp thay thế cho phục hồi chức năng hô hấp tại chỗ trước những cái thách thức mang tính hệ thống đối với cái tiếp cận của hệ thống y tế trong cái, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid. Về lựa chọn đối tượng bệnh nhân cho chương trình phục hồi chức năng hô hấp thì phục hồi chức năng hô hấp được chỉ định ở những cái bệnh nhân mà mắc các bệnh lý phổi mãn tắc nghẽn mãn tính, bao gồm có bệnh nhân CPD, các bệnh giãn phế quản, hen phế quản nặng kém kiểm soát, bệnh xơ nang hoặc là viêm tiểu phế quản tắc nghẽn. Với nhóm thứ hai là các cái bệnh lý phổi hạn chế thì chúng ta có thể có các cái bệnh lý như bệnh nhân mắc bệnh phổi kẽ, các bệnh lý thành ngực, các bệnh lý thần kinh cơ, và đối với các nhóm bệnh lý khác như là ung thư phổi trước và sau phẫu thuật hoặc là sau mổ ghép phổi. Các cái tình trạng bệnh nhân nên được chỉ định tập phục hồi chức năng hô hấp thì đó là những tình trạng bệnh nhân mà có các triệu chứng khó thở và các triệu chứng hô hấp mãn tính, bệnh nhân có sự suy giảm chất lượng cuộc sống, giảm tình trạng sức khỏe nói chung, bệnh nhân khó thực hiện được các cái sinh hoạt hàng ngày, bệnh nhân có các vấn đề rối loạn lo âu trầm cảm liên quan đến bệnh lý phổi, bệnh nhân có tình trạng suy dinh dưỡng và bệnh nhân có cái tình trạng là tăng sử dụng các cái dịch vụ y tế như là nhiều đợt cấp phải nhập viện, phải đến khám tại bệnh viện nhiều lần, và bệnh nhân có các cái rối loạn trao đổi khí bao gồm có giảm oxy máu. Trước khi mà bệnh nhân tham gia vào một cái chương trình về phục hồi chức năng hô hấp thì toàn diện thì chúng ta cần phải có một cái lượng giá bệnh nhân trước
phù hồi chức năng hô hấp để chúng ta có thể đưa ra một cái chương trình cá thể hóa phù hợp với bệnh nhân. Thì cái việc đánh giá lượng giá bệnh nhân trước khi vào cái chương trình, đưa ra cái chế độ tập luyện bao gồm có việc hỏi bệnh sử và khám lâm sàng bệnh nhân một cách kỹ lưỡng. Thứ hai là đo chức năng hô hấp để đánh giá cái sự ảnh hưởng của bệnh phổi đối với lại chức năng phổi của bệnh nhân. Đánh giá mức độ bao gồm có việc chúng ta có thể đo hấp ký, đo phế thân ký để đánh giá về cái mức độ hạn rối loạn thông khí hạn chế, cũng như là nếu có thể được chúng ta có thể đo cái khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch, rồi đánh giá mức độ ảnh hưởng của các cái triệu chứng bệnh lên cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, lên mức độ triệu chứng như là dựa vào các thang điểm CAP, thang điểm CRQ, thang điểm bằng câu hỏi xanh gióc để đánh giá về chất lượng cuộc sống, hoặc là bảng điểm khó thở MMRC và nghiệm pháp đi bộ 6 phút. Đánh giá ngoài ra thì ở những cái trung tâm mà về phù hồi chức năng hô hấp lớn thì chúng ta có thể có những cái đánh giá về khả năng gắng sức tối đa bằng cách là đo VO2 max với máy CPAP, rồi đánh giá nguy cơ thiếu oxy máu khi gắng sức, chúng ta đánh giá dựa vào cái sự suy giảm oxy trong quá trình gắng sức của bệnh nhân, ví dụ như khi chúng ta thực hiện test đi bộ 6 phút với cái SpO2 giảm trên 4%, rồi đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân và các vấn đề về rối loạn lo âu trầm cảm. Và chương trình phù hồi chức năng hô hấp thì là một cái chương trình đa thành phần với sự tham gia của rất nhiều các cái thành phần. Trong đó thì cái việc mà luyện tập về vận động là đóng vai trò quan trọng, thiết yếu. Cùng với đó thì các cái vấn đề như là giáo dục sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, tư vấn dinh dưỡng, các cái chiến lược về tập thở là những cái mà giúp bổ trợ cho cái chương trình phù hồi chức năng hô hấp toàn diện. Và với sự tham gia, vì chúng ta thấy là nó đa thành phần như vậy, vì vậy nó cần phải có sự tham gia của đa chuyên ngành. Và nhấn mạnh là cần phải thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng bệnh nhân, tức là cá thể hóa. Và đồng thời là trong cái chương trình phù hồi chức năng hô hấp thì chúng ta không thể thiếu được cái việc là sẽ phải giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân, để tăng bệnh nhân có thể tăng cái khả năng tự kiểm soát, chủ động trong cái việc kiểm soát theo dõi tình trạng bệnh của mình, cũng như là các cái hỗ trợ can thiệp dinh dưỡng, điều chỉnh các cái rối loạn tâm lý. Thế thì đây là trong một cái phân tích tổng quan về cái việc mà tiếp cận điều trị phù hồi chức năng hô hấp toàn diện ở bệnh nhân hô hấp mạn tính như thế nào. Thì các cái tác giả, một nhóm tác giả ở châu Âu cũng đưa ví cái chương trình phù hồi chức năng hô hấp toàn diện nó giống như là một cái con dao Thụy Sĩ đa năng. Trong đó thì nó gồm có rất nhiều các cái dụng cụ, để các cái thành phần để chúng ta có thể đưa ra chỉ định để phù hợp với lại cái từng tình trạng bệnh nhân cụ thể. Ví dụ như là với những cái tình trạng bệnh nhân có tình trạng suy mòn thì cần phải, bên cạnh cái việc mà luyện tập vận động là một cái vấn đề cốt lõi, thì với những cái tình trạng bệnh nhân có vấn đề về suy mòn thì việc mà chúng ta đánh giá về suy dinh dưỡng, chúng ta cho các cái điều trị can thiệp về dinh dưỡng, hoặc là bệnh nhân béo phì thì cần phải có chế độ ăn uống, luyện tập như thế nào. Các bệnh nhân mà kém dung nạp vì gắng sức thì cái chương trình tập luyện vận động gắng sức của chúng ta kết hợp với lại cái liệu pháp thở trú môi vân vân. Thì cái phù hồi chức năng hô hấp nó là một cái chương trình cần phải không chỉ có là luyện tập vận động, mà nó là gồm một cái giải pháp can thiệp toàn diện dựa trên cái đánh giá tình trạng bệnh nhân một cách kỹ lưỡng, và chúng ta sẽ xem với mỗi bệnh nhân chúng ta cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề nào. Và cái đội ngũ mà tham gia trong cái chương trình phù chức năng hô hấp thì sợ là sự tham gia phối hợp của nhiều chuyên khoa, trong đó chúng ta có cần có các bác sĩ về chuyên khoa hô hấp để chúng ta có thể đánh giá và hiểu kỹ về cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, đánh giá cái mức độ nặng giai đoạn bệnh, cũng như là tối ưu hóa các cái vấn đề can thiệp điều trị không dùng thuốc, can thiệp điều trị dùng thuốc cho bệnh nhân, có các cái tham gia của các cái điều dưỡng chăm sóc về hô hấp, các cái chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia tâm lý học. Về thiết lập chương trình phù hồi chức năng hô hấp thì chúng ta có thể triển khai ở đâu, thì có rất nhiều các cái thiết lập mà chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn, bao gồm có các cái đơn vị phù hồi chức năng hô hấp nội trú, có thể thực hiện ở các cái đơn vị ngoại trú, thực hiện phù hồi chức năng hô hấp thực hiện tại nhà, hoặc và chúng ta lựa chọn cái chương trình, cái thiết lập phù hồi chức năng hô hấp ở đâu là phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào cái tình trạng bệnh của bệnh nhân, cái mức độ nặng của bệnh nhân như thế nào, phụ thuộc vào cái khoảng cách địa lý, cái khả năng bệnh nhân có thể tiếp cận được cái dịch vụ đó, bảo hiểm y tế chi trả như thế nào, sự ưa thích của bệnh nhân. Và đây là một cái mà cái hình ảnh mà đưa ra trong cái bài về đánh giá tổng quan về cái việc lựa chọn cái chương trình phù chức năng hô hấp ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì các tác giả cũng đưa cho chúng ta một cái nhìn để chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ với những cái bệnh nhân mà người ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc là chăm sóc, thì người ta sẽ, cái chương trình phù chức năng hô hấp của chúng ta sẽ phải thiết kế ở trong môi trường bệnh viện, ở môi trường nội trú. Với những cái bệnh nhân mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cái vấn đề mà phải chăm sóc, thì bệnh nhân có, nếu bệnh nhân có nhiều cái rối loạn thì chúng ta có thể lựa chọn, một là có thể các cái can thiệp phù chức năng hô hấp ở trong nội trú, hoặc là có thể ngoại trú tại bệnh viện. Còn với những cái bệnh nhân mà có cái mức độ bệnh lý nhẹ hơn, chỉ có một số các cái vấn đề giới hạn thôi, thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc mà phù chức năng hô hấp ở cộng đồng, ở tại nhà.
Và nguyên tắc để xây dựng một cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp đó là chúng ta phải nhấn mạnh cái vấn đề cá thể hóa, kết hợp cái việc mà luyện tập vận động với lại giáo dục sức khỏe và lựa chọn các cái bài tập sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân về mặt thể chất và phụ thuộc cái sự ưa thích của người bệnh. Và chúng ta cũng sắp xếp các bài tập theo cái khuynh hướng từ dễ đến khó, từ nhẹ tới nặng và từ ít tới nhiều để cho bệnh nhân có thể từ từ thích nghi và có thể luyện tập được. Và mỗi một buổi tập thì chúng ta nên kết hợp các cái hình thức tập luyện bao gồm tập sức cơ, tập thức bền, tập các cái bài tập căng giãn và tập thở, tập cơ hô hấp. Về vấn đề giáo dục bệnh nhân với các bệnh nhân hô hấp mãn tính trong chương trình phục hồi chức năng hô hấp bao gồm chúng ta giáo dục về các cái chiến lược tập thở, nhấn mạnh đến các cái kỹ thuật như là tập thở chốn môi, tập thở cơ hoành, các cái chức giáo dục bệnh nhân hiểu về cái sinh lý bệnh phổi cũng như là chức năng phổi bình thường như thế nào và chức năng phổi hiện tại của bệnh nhân ra làm sao, việc sử dụng các cái thuốc đúng cách bao gồm có cả việc sử dụng oxy cũng như là sử dụng máy thở, các cái kỹ thuật làm sạch phế quản như là các cái kỹ thuật ho hữu hiệu, các cái kỹ thuật thở ra mạnh hoặc là thở chu kỳ chủ động vân vân để làm sạch đường thở, hoặc là các cái kỹ thuật như là vỗ rung dẫn lưu tư thế, rồi giải thích cho bệnh nhân, giáo dục cho bệnh nhân về lợi ích của tầm quan trọng của luyện tập vận động để bệnh nhân có thể duy trì cái hoạt động tập luyện thể dục, hoạt động thể chất, các cái kỹ thuật để giúp bảo tồn năng lượng và các kỹ thuật để đơn giản hóa các cái công việc giúp tiết kiệm năng lượng và cách ăn uống đúng cách như thế nào. Cái phần giáo dục bệnh nhân này đóng vai trò rất là quan trọng và trên thực tế thì nhiều bác sĩ lâm sàng của chúng ta bỏ quên cái vấn đề giáo dục bệnh nhân. Vì vậy mà bệnh nhân người ta không hiểu được tại sao người ta phải tập luyện, tại sao người ta phải tham gia vào trong một cái chương trình tập luyện vận động phục hồi chức năng trong khi người ta đang khó thở như vậy, người ta không thể tập luyện được thì nó sẽ không mang lại cái hiệu quả tuân thủ cũng như là đạt được cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Thì ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai chúng tôi cũng có những cái buổi để có thể giáo dục cho bệnh nhân về cái tầm quan trọng của việc phục hồi chức năng hô hấp cũng như là hướng dẫn về các cái chiến lược tập thở rồi sử dụng thuốc. Thì đây là một trong những cái buổi sinh hoạt và cái này kết hợp trong cả các cái hoạt động sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ của các bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính. Tiếp theo là trong cái giáo dục bệnh nhân thì chúng ta cũng giáo dục bệnh nhân về việc là tránh các yếu tố kích thích bao gồm cai thuốc lá, dự phòng và điều trị sớm đợt cấp bệnh của các cái bệnh lý hô hấp mãn tính và các trong trường hợp nào thì cần phải có tư vấn đối với lại bác sĩ, đến gặp bác sĩ. Giáo dục bệnh nhân trong việc mà để có thể thực hiện tối ưu hóa các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân cũng như các hoạt động giải trí, du lịch và tình dục, các cái kế hoạch trong những trường hợp mà đoạn bệnh cuối đời và kiểm soát lo âu hoảng sợ, các cái kỹ thuật thư giãn để giảm cái tình trạng kiểm soát cái tình trạng căng thẳng. Về vấn đề luyện tập vận động ở bệnh nhân mắc bệnh lý hô hấp mãn tính thì cái tập luyện vận động là đóng vai trò thiết yếu và các cái thành phần của tập luyện vận động thì chúng ta sử dụng các cái hình thức tập rất là đa dạng bao gồm các bài tập chi dưới, chúng ta có thể áp dụng như là các biện pháp đi bộ trên thảm lăn hoặc là đi bộ trên đường bằng hoặc là đạp xe đạp lực kế, đạp xe đạp ngoài trời, leo cầu thang hoặc là đôi khi đơn giản chỉ là các động tác đứng lên ngồi xuống tại chỗ. Các cái bài tập chi trên thì có thể áp dụng các cái bài tập như là nâng tạ, các bài tập với thiết bị tập tay, rồi là luyện tập cơ hô hấp với lại các cái dụng cụ tập thở hít vào để tăng sức mạnh của các cơ hô hấp trong bệnh nhân, trường hợp bệnh nhân có các vấn đề về yếu cơ hô hấp. Và các cái hình thức vận động thì chia ra làm hai nhóm, đó là các cái hình thức tập luyện để tăng sức bền và các cái hình thức tập vận động để tăng sức mạnh. Về luyện tập tăng sức bền thì đó là các hình thức mà tập luyện vận động chủ yếu là chi dưới hoặc là toàn thân, hình thức hay áp dụng chủ yếu là đi bộ và đạp xe, và tần suất tập thì nên từ 3 đến 5 lần mỗi tuần, và cường độ tập thì cái cường độ nên tập với lại cái cường độ cao liên tục với cái cường độ là trên 60% cái khả năng làm việc tối đa của bệnh nhân trong vòng 20 đến 60 phút mỗi buổi tập, và với cái mục tiêu tập là để ở cái mức độ khó thở theo thang điểm Bo là từ 4 đến 6 điểm, tức là mức độ từ trung bình đến nặng. Và ở những cái bệnh nhân, tuy nhiên thì ở những cái bệnh nhân bệnh hô hấp mãn tính nặng hơn, bệnh nhân khó đạt được cái cường độ mục tiêu và với cái hình thức tập luyện liên tục thì cái hình thức mà tập luyện với cái cường độ thấp hơn hoặc là luyện tập ngắt quãng xen kẽ những cái lần tập với cái cường độ mà cao thì có những khoảng nghỉ ngắn là có thể lựa chọn thay thế và cho thấy cũng đạt được cái hiệu quả. Và ngoài ra thì cũng có thêm những cái bằng chứng về thử nghiệm lâm sàng, các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy rằng là vai trò của đi bộ thư giãn có thể có hiệu quả như một cái phương thức tập thể dục ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giúp tăng cái khả năng gắng sức ở bệnh nhân. Đối với luyện tập tăng sức mạnh thì đây là cái việc mà luyện tập các cái nhóm cơ cục bộ bằng cách là nâng lặp đi lặp lại các cái vật tương đối nặng, ví dụ như là nâng tạ hoặc là có thể là sử dụng những cái chai nước nhỏ như là chai La Vi chẳng hạn, và được chỉ định ở những cái bệnh nhân mà hô hấp mãn tính bị giảm khối lượng cơ và giảm sức mạnh của các cái cơ ngoại vi so với lại người khỏe mạnh. Về chế độ luyện tập tối ưu thì hiện đối với lại các bệnh nhân hô hấp mãn tính thì hiện nay vẫn chưa được xác định, và hiện tại thì vẫn sử dụng theo cái tiêu chuẩn của Đại học về Y học thể thao Hoa Kỳ khuyến nghị là luyện tập tăng sức mạnh cơ
ở người lớn với cái cường độ là 1 đến 3 hiệp mỗi ngày và mỗi hiệp từ 8 đến 12 lần nâng và sử dụng là 2 đến 3 ngày mỗi tuần. Và cái trọng lượng mà chúng ta lựa chọn thì có thể tương đương với 60 đến 70% cái trọng lượng của 1 RM hoặc là cái tải trọng gây mỏi sau 8 đến 12 lần lặp lại. Đó là cái tải trọng mà phù hợp và cần tăng dần cái lượng tập luyện theo cái sự thích nghi và theo thời gian. Thì đây là một số các cái hình ảnh luyện tập mà kỹ thuật viên phục hồi chức năng hô hấp hướng dẫn cho bệnh nhân ở trung tâm hô hấp tập luyện trong thời gian mà bệnh nhân nằm viện khi mà đã qua cái tình trạng mà bệnh lý cấp tính nặng. Bệnh nhân được hướng dẫn các cái tập vận động để tăng sức mạnh và tăng sức bền của các cái chi. Hoặc là thậm chí là với những bệnh nhân mà chưa thể di chuyển đi lại được thì các kỹ thuật viên cũng hướng dẫn bệnh nhân tập tại chỗ, tập tại giường và có thể gom những cái nhóm bệnh nhân mà có các bệnh lý tương tự nhau. Đồng thời là ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi cũng triển khai cái chương trình mà giúp hỗ trợ cho các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể tập luyện tham gia một cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp. Với cái điều kiện hiện tại bệnh nhân không thể tiếp cận được thì cũng có những cái nhóm bệnh nhân tập theo cái chương trình với kỹ thuật viên hướng dẫn qua cái gọi online video call qua Zoom định kỳ cho bệnh nhân. Và bước đầu thì cũng cho những thấy bệnh nhân có những phản hồi rất tốt về sự cải thiện cái khả năng gắng sức, cải thiện triệu chứng, và bệnh nhân thì rất là vui vẻ khi mà tham gia những cái chương trình như thế này. Đối với luyện tập cơ hô hấp thì luyện tập cơ hô hấp được chỉ định cho những bệnh nhân mà có tình trạng yếu cơ hô hấp, giúp cải thiện sức mạnh và sức bền của cơ hô hấp. Và cách tiếp cận thông thường hiện nay chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ tập cơ hô hấp như là các cái dụng cụ hít vào và nó có cái kháng lực để bệnh nhân có thể điều chỉnh được. Các cái biện pháp khác để giúp tăng hiệu quả của cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp thì chúng ta cần phải tối ưu hóa các cái biện pháp điều trị thuốc cho bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính, người ta thường có cái tình trạng là co thắt phế quản, khó thở, thì chúng ta cần phải tối ưu hóa các cái thuốc giãn phế quản, đặc biệt là trước khi vào một cái buổi tập chúng ta cần phải có cái đánh giá xem tình trạng bệnh nhân có khò khè, khó thở không, nghe phổi có gian rít không, gian rít gian ngáy không, và chúng ta cho có bệnh nhân sử dụng các cái thuốc giãn phế quản trước khi bệnh nhân bắt đầu tập luyện để tăng cái hiệu quả tập luyện của bệnh nhân. Thế rồi bệnh nhân có thở oxy thì chúng ta cần phải tiếp tục cung cấp oxy cho bệnh nhân trong quá trình tập luyện, hoặc là những bệnh nhân mà có giảm oxy khi mà gắng sức, thông qua chúng ta đánh giá các cái test gắng sức như là liệu pháp đi bộ 6 phút chẳng hạn, thì chúng ta cần phải cung cấp oxy cho bệnh nhân trong quá trình tập luyện. Hoặc bệnh nhân có những cái bệnh lý kèm theo mà có tình trạng đau, ví dụ như là các bệnh nhân bệnh phổi kẽ thường có trong bệnh cảnh các bệnh có Mollenkind kết, có đau khớp, đau xương chẳng hạn, chúng ta cần phải có cái giảm đau tối ưu cho bệnh nhân trước khi tập luyện thì mới có thể giúp cải thiện được, giúp bệnh nhân có thể tham gia được vào cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp. Về thời gian tập luyện của chương trình phục hồi chức năng hô hấp thì với một cái chương trình tham gia tập trung thì ít nhất là nên kéo dài 8 tuần với 3 đến 5 buổi mỗi tuần, và mỗi buổi thì ít nhất là 30 phút tập liên tục hoặc là tập ngắt quãng. Và 3 đến 5 buổi này thì có thể là các cái buổi tập giám sát tại các cái đơn vị về phục hồi chức năng hô hấp, hoặc là có thể xen kẽ là có thể trong 5 buổi thì 3 buổi là tại cái đơn vị phục hồi chức năng hô hấp, còn 2 buổi thì bệnh nhân có thể tập giám sát tại nhà. Và lợi ích của phục hồi chức năng hô hấp thì theo các nghiên cứu báo cáo thì nó giảm đi dần sau theo thời gian từ 6 đến 12 tháng. Vì vậy mà để duy trì cái hiệu quả của chương trình thì chúng ta cần phải khuyến khích bệnh nhân là cần phải tiếp tục tập luyện sau khi mà đã kết thúc tham gia cái chương trình. Để kết luận cho cái phần trình bày này thì em xin có một số kết luận, đó là phục hồi chức năng hô hấp là một trong những can thiệp điều trị chi phí hiệu quả nhất đối với các cái bệnh nhân hô hấp mãn tính. Và chương trình phục hồi chức năng hô hấp toàn diện là một cái can thiệp toàn diện, đa chuyên ngành, đa thành phần và cần phải cá thể hóa đối với mỗi bệnh nhân. Và trong đó thì luyện tập vận động là thành phần cốt lõi, bao gồm có tập tăng sức mạnh và tập tăng sức bền của các cái cơ. Và sau một cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp thì bệnh nhân cần phải tiếp tục duy trì tập luyện để có thể đạt được hiệu quả lâu dài. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc ạ. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các vị.